Cô chào tất cả các em thân mến. Video bài giảng ngày hôm nay thì cô và các em sẽ tiếp tục ở bài 5 với chủ đề những câu chuyện hài. Và trong video lần này thì cô sẽ hướng dẫn các em phần viết, viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. Và cụ thể đó là một cái thói xấu của con người trong xã hội hiện đại. Trong sách Ngữ văn 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là một kiểu bài văn nghị luận. Và đối với văn nghị luận thì thực ra các em đã học từ lớp 6, lớp 7 rồi. Tuy nhiên là ở mỗi một lớp ý, thì yêu cầu với một cái mức độ thì lại khác nhau. Đối với lớp 6 thì lớp 6, lớp 7 thì các em đã bắt đầu bàn về nghị luận về một vấn đề, một ý trình bày một cái ý kiến về một hiện tượng ở trong đời sống. Và khi trình bày ý kiến về một hiện tượng đó, các em có thể trình bày cái quan điểm thể hiện quan điểm đồng tình hoặc là phản đối. Tuy nhiên là trong chương trình của lớp 8 thì nội dung cái giới hạn vấn đề rất là rõ ràng ở trong bài này. Đó là một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại. Thế vậy thì cái thói xấu của con người trong xã hội hiện đại như thế nào? Và khi làm bài văn này chúng ta cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? Thì cô và Kem sẽ cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Trước hết, một là yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại. Kem muốn làm được bài văn này thì Kem phải hiểu bản chất của nó. Thói xấu ở đây ví dụ như là keo kiệt, bủn xỉn hoặc là giả dối, chưa trung thực đấy, là chưa trung thực, hoặc là một số những cái hiện tượng xấu ví dụ như là không chấp hành luật lệ giao thông, hay là hiện tượng nói tục, chửi bậy, hiện tượng nói tục ở trong học sinh, hoặc là cái hiện tượng bạo lực học đường vân vân, hoặc là xả rác bừa bãi. Đây là những cái thói xấu của con người trong xã hội đấy. Vậy thì ở lớp 8 ấy, em đọc một số những cái chủ đề mà trong đó cũng có ví dụ như là học đến thể thơ chào phúng chẳng hạn, thì thơ chào phúng hoặc là hài kịch chẳng hạn cũng là chế giễu châm biếm đả kích về những cái thói hư tật xấu của con người trong xã hội. Và các em cũng đã biết được một số những cái thói xấu rồi. Vậy yêu cầu của bài văn đó như sao? Bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại cần đáp ứng được những yêu cầu gì? Yêu cầu thứ nhất ý, là phải nêu được vấn đề cần bàn luận. Ở đây là yêu cầu tối thiểu bất kỳ một bài văn nào rồi. Thứ hai là làm rõ vấn đề cần nghị luận, phải giải thích được vấn đề đó. Trình bày ý kiến phê phán của người viết và nêu rõ lý lẽ và bằng chứng để chứng minh. Đây là một thói xấu nên mình phải phê phán. Mình sẽ không đồng tình với cái thói xấu này. Và cuối cùng là đối thoại với những ý kiến khác, tức là mình sẽ giả định sẽ có một vài quan niệm, một vài tư tưởng khác nhau, để trên cơ sở đó mình đưa ra quan điểm, đưa ra ý kiến của chính bản thân mình. Đấy chính là các yêu cầu đối với bài văn nghị luận. Trên cơ sở những yêu cầu này, chúng ta sẽ cùng đi phân tích bài viết tham khảo. Ở phần phân tích bài viết tham khảo thì trong sách giáo khoa đã có văn bản, Kem sẽ đọc, chủ động đọc văn bản đó ở trong sách giáo khoa. Và trên màn hình là các câu hỏi để chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Bài viết nêu ra vấn đề gì? Vấn đề được nêu ở phần nào của bài viết? Vấn đề đó được người viết hiểu như thế nào? Theo người viết, vì sao vấn đề đó đáng bị phê phán? Câu 3, để ý kiến phê phán của mình có tính thuyết phục thì người viết đã đưa ra những lý lẽ và bằng chứng nào? Câu 4, để tránh nhìn nhận vấn đề một chiều, chủ quan áp đặt thì người viết đã làm gì? Và câu 5, người viết kết thúc vấn đề như thế nào? Đây chính là các câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong bài văn tham khảo. Kem sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi. Ở câu hỏi thứ nhất, Kem rất dễ dàng trả lời được. Bài viết bàn về hiện tượng học đòi trong giới trẻ hiện nay. Và vấn đề này, hiện tượng này được nêu ngay ở phần mở bài. Kem đọc phần mở bài, Kem có thể thấy ngay được cái vấn đề cần bàn luận. Câu hỏi thứ hai, vấn đề đó được người viết hiểu như thế nào và vì sao mà vấn đề đó đáng được phê phán? Muốn trả lời được câu hỏi này thì trước hết Kem phải khoanh vùng, Kem phải quan sát xem là đoạn văn nào là đoạn văn mà người viết trình bày cách hiểu của mình về nó. Và vì sao vấn đề đó được phê phán? Thì trên màn hình chính là đoạn văn trả lời cho câu hỏi số 2 này. Kem thì thấy này, thế nào là học đòi? Học đòi là học theo những điều xấu và không phù hợp. Rõ ràng ở đây người viết đã đi giải thích vấn đề đấy. Muốn phê phán một vấn đề thì cần phải hiểu rõ về nó. Tác giả đi giải thích. Học đòi là học theo những điều xấu và không phù hợp. Thế nhưng cảm tưởng có lẽ rằng là sự giải thích này chưa được đầy đủ lắm. Bởi vậy mà người viết đã dựa vào từ điển để giải thích thói học đòi cho nó rõ ràng rành mạch hơn.
em quan sát đây. À, từ từ điển tiếng Việt giải thích học đòi là bắt chước theo những từ không hay một cách thiếu suy nghĩ. Như vậy các em có thể thấy là đầu tiên ý, thì người viết trình bày cách hiểu của mình về học đòi. Thế nhưng để rõ hơn thì người viết còn đưa minh chứng, tức là dựa vào từ điển để giải thích nó một cách rõ ràng. Tiếp, người viết còn so sánh giữa học đòi với học hỏi để thấy được sự khác biệt về bản chất hành vi của hai hành vi này. Em đọc trong đoạn văn này, em có thể thấy những điều ta học ở họ, nếu ta làm tốt hơn thì đó là học hỏi. Như vậy thì học hỏi cũng là bắt chước. Thế nhưng học hỏi là phải làm cho ta làm tốt hơn. Đấy gọi là học hỏi chứ không gọi là học đòi. Còn học đòi là bắt chước, nhưng bắt chước một cách thiếu suy nghĩ. Vậy thì cái sự so sánh với học hỏi để thấy được là người viết đã hiểu rất rõ về bản chất của vấn đề. Và các em có thể thấy, người viết còn chỉ ra hệ lụy của việc học đòi. Đó là khẳng và từ đó thì khẳng định nó đáng bị phê phán, cái hệ lụy của nó, hệ lụy hay còn gọi là cái hậu quả tác hại của nó. Em thấy nó trở nên lố bịch, kịch cưỡng, không tương xứng với địa vị, với tư cách của mình và không phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Và chính vì cái hệ lụy này nên cái học đòi đáng bị phê phán. Như vậy thì cô đã lý giải cho các em ở câu hỏi số 2 trên màn hình rồi. Sang đến câu hỏi số 3, các em có thể thấy đây là câu hỏi quan trọng nhất và cũng sẽ là khó khăn nhất đối với các em học sinh. Đó là để ý kiến phê phán của mình có sức thuyết phục thì người viết đưa ra những lý lẽ và bằng chứng nào. Để trả lời được câu hỏi này thì cũng giống như các phần trước, các em phải khoanh vùng đoạn văn hay nói khác là giới hạn xem, tìm xem là đoạn văn nào là đoạn văn thể hiện rõ nhất cái lý lẽ và bằng chứng mà người viết đưa ra để cái ý kiến phê phán của mình có tính thuyết phục. Các em quan sát trên màn hình, đây chính là đoạn văn thể hiện rõ nhất điều đó. Đây là đoạn văn thể hiện rõ nhất điều đó. Vậy ở đây người viết đã đưa ra những gì? Các em có thể thấy đây. Tác giả nêu lý lẽ và bằng chứng cụ thể. Bằng chứng trong thực tế và bằng chứng trong cả sách báo. Người viết đưa ra bằng chứng trong thực tế và trong cả sách báo. Các em quan sát trong đoạn văn này xem là đâu là bằng chứng trong thực tế và đâu là bằng chứng trên sách báo. Nào, thứ nhất, bản thân tôi và các bạn trong lớp. Đây chính là bằng chứng trong thực tế các em ạ. Bản thân tôi và các bạn trong lớp thường thấy nhất là bắt chước một thành viên của ban nhạc khi một diễn viên yêu thích về kiểu tóc, kiểu móng tay, kiểu trang phục hay là giày dép. Đây chính là bằng chứng trong thực tế. Còn bằng chứng ở trên sách báo đó là gì? Trên mạng xã hội hiện nay xuất hiện những diễn đàn nhóm chia sẻ sự giàu có hoặc sành điệu, phô trương hình thức chạy theo những thứ bề ngoài phù phiếm. Đây chính là bằng chứng trong thực tế trên sách báo hay còn gọi là internet. Đấy. Tiếp này. Người viết đã đi sâu vào một số luận điểm như là học đòi khi không biết cái gì hợp với mình cái gì không, bắt chước người khác để cho bằng bạn bằng bè và sai lầm trong cách xác lập giá trị con người và có sự phân tích cụ thể để nhằm thuyết minh cho ý kiến phê phán. Nói một cách khác là để thuyết phục cho ý kiến của mình thì người viết đưa ra ba luận điểm. Luận điểm thứ nhất là học đòi khi mà không biết cái gì hợp với mình cái gì không. Luận điểm thứ hai là thường một số người là có thói quen bắt chước người khác để cho bằng bạn bằng bè. Và cái thứ ba đó, đây là một cái suy nghĩ sai lầm trong cách xác lập giá trị con người. Và chúng ta sẽ chỉ ra ba luận điểm này ở trong đoạn văn. Đây các em quan sát thứ nhất. Đúng không? Cho dù là đẹp đối với họ thì cũng không phù hợp đối với mình. Bởi vậy mà học đòi khi không biết cái gì mà phù hợp mà, cái gì phù hợp cái gì không. Ví dụ như học đòi một kiểu tóc hoặc là một cái trang phục giày dép nó sẽ không phù hợp với học sinh. Em thấy rằng là một số diễn viên hoặc những cái ban nhạc yêu thích ý, có thể là để những cái màu tóc màu mè, màu màu bạc phơ, bạc phết hoặc là màu khói vân vân, hoặc là mặc quần áo đấy, quần thì cũng có thể là dài lùng thùng ra, hoặc là có những quần là xẻ gối đó, các em thấy. Tuy nhiên là đối với học sinh thì nó không phù hợp. Vậy thì các em có thể thấy là đẹp đối với họ nhưng không phù hợp đối với mình. Cái thứ hai, cái luận điểm thứ hai các em thấy đây, trong giới trẻ có hiện tượng bắt chước người khác để cho bằng bạn bằng bè, đấy chính là luận điểm thứ hai. Còn luận điểm thứ ba chính là đoạn văn sau các em thấy đây, đấy, hiện tượng học đòi là chúng ta sai lầm trong cách xác lập giá trị con người. Đấy là các luận điểm mà người viết đưa ra để thuyết phục cái ý kiến, thuyết phục cái để khẳng định cái ý kiến phê phán của mình mà có tính thuyết phục. Tác giả còn phân tích các hậu quả
thậm chí còn dẫn đến những trải nghiệm của bản thân. Trải nghiệm tức là bản thân mình đã từng trải qua. Hậu quả ở đây đó là gì? Tôi được biết có những người rất nổi tiếng, giàu có nhưng lối sống lại rất giản dị. Tôi cũng từng thấy có bạn học sinh ăn mặc sành điệu, đi xe đẹp nhưng nói năng tục tằn, thiếu văn hóa. Đây là bằng trải nghiệm của bản thân, tôi được biết mà. Bằng trải nghiệm của bản thân để nêu ra cái tác hại của cái lối sống học đòi. Vậy chúng ta đã trả lời xong ở câu hỏi số 3 rồi. Sang đến câu hỏi số 4. Để tránh nhìn nhận vấn đề một cách chủ quan một chiều áp đặt thì người biết đã làm gì? Các em biết là đây chính là yêu cầu thứ tư trong cái bài bài văn mà trình bày ý kiến về trình bày về một vấn đề trong đời sống. Muốn yêu cầu thứ tư là cần phải đưa ra các cái ý kiến trái chiều, tức là phải giả định. Vậy thì để tránh nhìn nhận một cách vấn đề một cách chủ quan một chiều ấy, thì người viết đã phải làm cái gì? Các em sẽ nhìn trên đoạn văn trên màn hình. Đoạn văn trên màn hình, các em có thể thấy này. Thứ nhất, người viết đã nêu ra cái ý kiến trái chiều. Các em thấy. Bởi vì sao? Bởi vì đứng trước một hiện tượng nào đó, bao giờ cũng có ý kiến thuận chiều nhưng ngược lại lại có ý kiến trái chiều. Đấy. Trên cơ sở ý kiến trái chiều đó thì người viết cần phải có chủ kiến vững vàng để đối thoại với người đó, chứ không phải là mình chỉ nêu ra rồi mình bỏ bỏ vở bỏ lở bỏ dở ở đó. Cô giáo lấy ví dụ, có thể có bạn cho rằng bắt chước người khác không phải là điều xấu, đây là một ý kiến mà, đây là một ý kiến. Hoặc giả định tiếp theo này, bắt chước làm theo người khác vốn là bản tính tự nhiên của con người, bởi vì từ xưa đến nay, từ khi một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, con người luôn luôn có xu hướng bắt chước người khác, và đó là sự thật. Đây có thể là người viết đã hình dung ra hai ý kiến giả định. Một ý kiến cho rằng là bắt chước người khác không phải điều xấu, một ý kiến cho rằng là từ xưa đến nay thì con người luôn có bản tính, hay còn gọi là thói quen, đó là bắt chước người khác. Vậy đấy là hai ý kiến giả định kia. Trên cơ sở hai ý kiến giả định trái chiều với mình như thế thì người viết phải đưa ra chủ kiến của mình. Đấy. Chủ kiến của người viết này. Học hỏi cũng là một cách khác của bắt chước. Tuy nhiên, khi bắt chước mà không suy nghĩ đến việc bản thân có phù hợp hay không, việc bắt chước có gây trò cười cho mọi người không, có gây hậu quả gì không, thì bắt chước đó trở thành học đòi. Như vậy thì chủ kiến của người viết là gì? Đồng ý việc bắt chước không? Có. Con người là bắt chước, thế có nghĩa là cũng đồng ý với hai ý kiến trên. Tuy nhiên, cái sự bắt chước ấy mà không suy nghĩ, bắt chước mà thấy không phù hợp, mà không nhận ra cái sự không phù hợp, mà gây trò cười cho người khác, mà để lại hậu quả, thì đấy chính là học đòi, và đây chính là ý kiến chủ quan, đây là cái chủ kiến của người viết. Đấy, em thấy. Và sang đến phần cuối cùng, kết thúc vấn đề, thì người viết đã khẳng định cả ý kiến, phê phán và rút ra bài học. Như vậy thì cô và các em đã phân tích xong cái bài viết tham khảo. Và trên cơ sở bài viết tham khảo đó, chúng ta đã rút ra giản ý chung. Giản ý chung đó là mở bài nêu vấn đề cần nghị luận, thân bài làm rõ vấn đề cần nghị luận, làm rõ bằng cách giải thích, trình bày ý kiến phê phán, nêu lý lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở, nêu ý kiến không đồng tình hay còn gọi là giả định, tức là mình phải giả định ra một số các ý kiến khác và tranh luận về ý kiến đó, tức là mình phải phải đưa ra chủ kiến của mình, và kết bài là khẳng định ý kiến, phê phán và rút ra bài học. Đây là giản ý chung của kiểu bài nghị luận về một cái thói xấu hay còn lại là một vấn đề của đời sống. Chúng ta sẽ sang phần thực hành viết theo các bước. Cho đến bây giờ chúng ta đã học rất nhiều phần viết rồi, các cái quy trình của một bài viết chúng ta rất rõ rồi, đúng không? Bước 1, bước 2, bước 3. Bao giờ cũng thế, trước khi viết, lựa chọn đề tài, tìm ý và lập giản ý. Thế rồi viết bài và chỉnh sửa bài viết, hay còn gọi là sau khi viết. Cái quy trình bài viết này có lẽ là nó đã thấm nhuần vào trong chúng ta rồi. Thế và chúng ta sẽ áp dụng vào một bài cụ thể xem như thế nào. Đấy mới là điều quan trọng. Trong sách giáo khoa cũng đã giới thiệu chúng ta một số những hiện tượng, một số những cái thói xấu của con người trong xã hội hiện đại. Ví dụ, sự tùy tiện khi tham gia giao thông, thói kiêu ngạo thích chơi trội của một bộ phận thanh thiếu niên, thói lười nhác hay than vãn, sự ba phải thiếu chủ kiến, thói ích kỷ hoặc là lối sống ảo. Đây là một số trong sách giáo khoa có gợi ý một số, còn ngoài ra các em có thể tìm thêm một số những cái hiện tượng khác. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các em lập giản ý cho một thói xấu, đó là sự tùy tiện khi tham gia giao thông.
một thái xấu của con người. Đây các em có thể thấy. Thứ nhất là mở bài, giới thiệu và đánh giá khái quát vấn đề. Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tai nạn giao thông chính là sự tùy tiện khi tham gia giao thông của một số người dân. Đây là cô giới thiệu cũng như là cô đánh giá về vấn đề. Sang phần thân bài, sự tùy tiện khi tham gia giao thông là gì? Tức là hiểu rõ về nó mà. Có nghĩa là mình phải giải thích về nó. Tùy tiện là tự ý, không theo quy tắc nào cả. Sự tùy tiện khi tham gia giao thông là không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của luật lệ giao thông. Đây là hiểu rõ. Hai là nêu biểu hiện hay còn gọi là thực trạng, hay còn gọi là cái thực tế của sự tùy tiện khi tham gia giao thông. Đây là phần thứ hai. Chúng ta rất dễ dàng tìm ra. Thứ nhất, khi đi đường bộ dùng đèn xi nhan chưa đúng ý nghĩa của nó. Có trường hợp thì rẽ trái, rẽ phải nhưng không bật đèn xi nhan để xin đường. Đôi khi bật đèn xi nhan rẽ trái nhưng lại rẽ phải. Sau khi rẽ thì lại quên tắt xi nhan, vân vân. Đây là sự tùy tiện. Đi xe máy điện, xe mô tô thì không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ xe, lạng lách, phóng nhanh, đua xe. Minh chứng tức là đưa ra lý lẽ và dẫn chứng, thì đây là minh chứng này. Chúng ta có thể đưa cái minh chứng bằng những cái số liệu, bằng những con số rất là cụ thể mà về cái số người vi phạm giao thông, ngay cả là về vi phạm cái nồng độ cồn vân vân, rất nhiều các em nhé, chúng ta sẽ còn liệt kê thêm đấy. Đây ví dụ tiếp này, khi tham gia giao thông, người đi bộ, người bán hàng rong nhưng lại ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, giờ tan làm nhiều phương tiện chen lấn làn để mong vượt qua mau để về nhà thật nhanh, giờ đêm thì lại tức là ban đêm ấy, thì vắng thì lại đi nhanh vượt ẩu. Một bộ phận thanh niên trẻ có lối sống buông thả, thích thử thách, đam mê tốc độ và đua xe. Đấy, các em có thể thấy là rất nhiều những lý lẽ đưa ra để thuyết phục người đọc, để phê phán cái ý kiến, phê phán cái thói hư của con người, một cái thói quen, một cái thói xấu của con người trong xã hội hiện đại. Và đương nhiên mỗi một cái ý kiến này, những cái phần này thì các em cần phải đưa ra những bằng chứng có tính thuyết phục. Đối thoại với các ý kiến khác. Có người cho rằng tôi tham gia giao thông là việc của tôi gặp nạn là việc của tôi. Các em có thấy gặp những trường hợp như này không ạ? Chắc là có phải không? Ở đây là cũng giả định là có ý kiến đối thoại khác, là có người cho rằng đây là việc của tôi, không liên quan gì đến người khác cả, phải không? Và chúng ta trên cơ sở đó ta phải đưa ra quan điểm đúng đắn. Đưa quan điểm đúng đắn. Đúng là xin thưa rằng là tham gia giao thông là việc của anh. Và gặp nạn không phải chỉ là việc của riêng anh, đúng không nào? Đúng là tham gia giao thông là việc của người ta thật, nhưng gặp nạn thì lại không phải là của riêng anh. Vì sao? Việc mà anh gặp nạn ấy, thứ nhất là gây tổn thất cho kinh tế của cá nhân và kinh tế cho cả đất nước, cho bản thân anh, cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Có thể ví dụ như là cái một cái người này gặp tai nạn giao thông nhưng mà đâm vào một cái khu nào đó, về về một cái công trình công cộng nào đó, thì đương nhiên là gây tổn thất về không chỉ là tổn thất về cá nhân mà còn tổn thất về cả đất nước mà. Rồi gây mất an toàn xã hội, điều này thì ai cũng biết, làm mất hình ảnh trước bạn bè quốc tế, đó là sự thật. Khi mà khách nước ngoài khi tham gia giao thông Việt Nam thì lo sợ nhất là cái mạng lưới giao thông của Việt Nam, nhiều người phóng nhanh vượt ẩu. Đấy, thậm chí các em còn được có thể là đưa ra quan điểm khác nữa, đó là khi tham gia giao thông ấy, mà gặp nạn ấy, đôi khi còn gây tổn thương đến cả người khác chứ đâu phải là của bản thân mình đâu, vân vân. Đấy là khi đối thoại về ý kiến khác các em nhé. Kết bài, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, của mọi gia đình và toàn xã hội. Như vậy thì cô đã cung cấp cho các em một cái bài văn, một cái dàn ý trên cơ sở là chúng ta tìm hiểu bài mới, đồng thời có một cái dàn ý để các em tham khảo. Và bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Các em sẽ theo dõi video tiếp theo của cô để cô sẽ cung cấp cho các em những bài văn tham khảo về viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề của đời sống, đó là một cái thói quen xấu của con người trong xã hội hiện đại. Bài học ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chào và hẹn gặp lại các em.